Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 2 của bộ truyện Nữ quỷ rừng U Minh, tác giả Quỳnh. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Một đêm trăng nọ, lão Hùng ngồi trên ghế ngoài trước nhà, tâm trạng bất an, mắt vô thức đảo qua lại như kiếm tìm. Không biết bao lâu rồi, lão không ngủ, không ăn uống, chắc phải cả trăm năm. Từ cái ngày lão bệnh liệt giường sắp tắt hơi, thì bị quỷ nữ bông trắng hiện lên, lấy tay điểm gì đó trên đỉnh đầu. Lão cảm giác như mình bị kẹt lại trong một cái thân xác nặng nề, đau đớn. Lão quyết phải chết đi, hoặc giả có thể làm gì đó để thoát khỏi cái xác này, nhưng vô ích. Lão từng muốn cắn lưỡi chết, nhưng với một kẻ mắt mờ răng rụng sạch như lão thì cắn lưỡi kiểu gì? Lão cũng không thể đi đứng, nói còn không ra hơi. Rồi lão không chịu ăn uống gì để quyên sinh, nhưng càng nhịn chỉ càng làm thân thể lão teo tóp như một nhánh cây khô. Cái mạng lão chẳng thể ảnh hưởng chi cả. Rồi lão thều thào kêu người ta đem lão lên ngồi trên cái ghế bành đặt trước nhà. Lão ngồi đó muốn cho sương đêm gió lạnh có thể quật chết đi cái thân thể già cỗi này, nhưng chỉ có rêu phong của thời gian bám đầy trên đó. Lâu ngày, những cái rễ nhỏ mọc từ người lão bám cứng lấy ghế của lão ngồi. Mấy cây nấm dại cũng đua nhau mọc mỗi chỗ một vài cây. Chả ai dám đem lão đi thiêu hay chôn lấp, vì quỷ nữ bông trắng từng nói nếu ai dám động tay tới lão thì cô ta sẽ giết hết một lượt cái bộ tộc này. Lão Hùng đưa mắt nhìn ra phía xa, nơi mà có hai bóng người đang từ từ đi tới. Lão khẽ thở dài, lại là cô ta rồi. Quỷ nữ bông trắng xuất hiện, ngoài bộ móng vuốt dài nhọn với cặp nanh chồm ra khóe miệng kia thì trông cô không khác gì hồi còn sống. Cô ta mỉm cười đi tới chỗ lão Hùng. Bữa nay, ta sẽ cho lão già một bất ngờ, lão có muốn chết không? Hai mắt lão Hùng sáng rỡ, ra chiều vui lắm. Chắc cô ta đã hành hạ lão chán rồi, nên muốn dừng lại đây mà. Bông trắng cười nhếch miệng. Mừng lắm phải không? Ta sẽ cho lão toại nguyện, nhưng không phải bây giờ, lão cứ chờ đi. Nói đoạn, bông trắng đưa bàn tay ra móc gọn trái tim kẻ kế bên. Lần này cô ta không ăn nữa mà đưa thẳng về hướng của lão Hùng, nói trong sự thích thú. Ta sẽ cho lão thử vị của con dân tộc mình. Bông trắng đẩy ngửa cái ghế ra, nhỏ từng giọt máu vô miệng của lão. Lão muốn tránh né nhưng làm sao né được. Những giọt máu không cần lão nuốt, cứ vậy mà chạy thẳng, ngấm từng chút vô cái cơ thể khô cứng đó. Bông trắng bóp nhừ trái tim, cho từng miếng thịt nát nằm trong miệng lão ta, cho lão cảm nhận được mùi vị của đồng loại. Xong xuôi, cô ta cười lên nanh ác, biến mất đi trước ánh mắt hoang mang của lão. Rốt cuộc thì cô ta đang muốn gì đây? Hồi sáng này, hai bác cháu ông Năm Tần dậy rất sớm. Vì ăn gió nằm sương quen rồi, nên hai người không cảm thấy bất tiện chi hết. Mèo đang đứng vặn vẹo uốn éo cho giãn gân giãn cốt, thì có tiếng ai đó kêu. Ủa, thằng nhỏ, sao lại ở trước nhà bà mẫu chính mần gì đó? Kiếm bà hả? Dạ không ông ơi, hai bác cháu con hồi hôm qua lỡ đường nên xin ngủ ngoài sân này, chớ trong nhà không có tiện lắm. Chàng mẹt ơi, vậy mà không chịu ra ngoài xóm, thiếu gì chỗ cho bác cháu bày ngủ. Đi, đi ra ngoài này, bữa nay có chuyện vui nên tổ chức nhậu một bữa. Hai bác cháu bày ra chơi cho vui. Lỡ tới đây rồi thì cũng như người ở đây. Ông Năm nãy giờ đã xếp gọn gàng đồ đạc, đứng lên bước ra, gật đầu chào ông già. Dạ thưa chú, bác cháu con thiệt tình cảm ơn chú. Nhưng mà con ngại lắm, tụi con mới tới, đâu có quen biết ai đâu. Bay sao á, ngại gì đâu.
Bữa nay tập trung cả xóm lại ăn mừng trúng vụ khoai. Tới góp vui, chứ không đi là tụi tao không cho ở xóm này à. Ông già đã nói tới nước đó, nên ông Năm đành tuân theo. Dạ, vậy để con vô thưa với dì chính một tiếng rồi con đi. Sẵn tao cũng lợi xin bả thuốc nam đây nè. Bay coi quẩy đồ ra ngoài xóm luôn đi. Ở nhà tao rộng rãi, toàn đàn ông thanh niên thôi à, nên không cần ngại. Quả thật, ở trước sân nhà của ông Ba Đớt, chính là cái ông già trò chuyện với ông Năm nãy giờ. Dưới cái bóng cây còng tán rộng trùm hơn nửa cây sân, mọi người đang tập trung lại đốt than để nướng mồi nhậu. Thằng Hai nhìn vô cái mớ thịt đang chảy mỡ xèo xèo trên đống than, mặt hơi trầm ngâm. Nó phán một câu xanh dờn. Cáo lỗi người anh em, hôm qua mày không ăn tao được, thì nay tao ăn mày vậy. Cả đám thanh niên ôm bụng cười khúc khích. Mèo không hiểu gì, bèn hỏi. Mày nói vậy là sao Hai? Nãy giờ, mấy anh em có dịp làm quen với nhau một chập rồi, nên nói chuyện có vẻ sởi lởi lắm. Hai trả lời với mèo. Thịt này là thịt của con Sáu. Hôm qua nó mém tắp em ngủng củ tỏi dưới cái mé kinh sát bìa rừng đó anh mèo. Trời Phật đổ ông bà gánh, Mai Phước Quỳnh Hoa cứu em kịp. Bả cắt cổ nó cho tụi em kéo về xẻ thịt. Anh mèo ngó cái da nó, ông nội em phơi ngoài vàng là biết nó lớn nhỏ à. Mèo dòng theo hướng tay thằng Hai chỉ, thấy một bộ da cá sấu đen xì được đóng đinh căng ra phơi nắng. Da mặt hắn đã đen, nay lại thêm màu tai tái. Mèo ngập ngừng hỏi thằng Hai. Cái bà Quỳnh Hoa đó là bà nào mà lợi hại vậy mày? Ủa? Anh ở đẳng cả đêm mà không biết hả? Quỳnh Hoa là cháu gái của bà cô chính đó. Cái cô hay mặc tà dài buộc dây nải ở thắt lưng. Mặt của mèo lúc này còn xanh hơn lúc nãy nữa. Hóa ra, ngày hôm qua mình vẫn mặc giấy tử thần mà không hay. Phải cải cố thêm mấy câu á, chắc gì giờ này còn ngồi đây mà nhậu được. Trò chuyện với nhau cả buổi, lai rai tí men vô mình. Cả đám bắt đầu bàn nhau đi vô trong rừng ăn ong. Địa thế trong rừng thì tụi thằng Hai đương nhiên phải biết rồi. Bị gì lâu lâu, bà chính cho phép tụi nó theo bà đi vô đó để lấy mật ong, bắt rùa hoặc kiếm vài loại thuốc mọc nhiều trong đó. Thanh niên mà, cái gì khơi gợi trí tò mò là tụi nó hăng hái lắm. Trước nay chỉ dám lấy mấy cái tổ ong ruồi hay mấy ổ ong mật nhỏ, làm gì dám lấy mấy cái ổ bành kỳ như mèo tả đâu. Vậy là cả đám quyết chí sẽ lén bà chính dẫn mèo với ông Năm vô rừng ăn ong một bữa để đời. Nhưng muốn đi được thì phải cần thêm vài bữa nữa để chuẩn bị đủ những thứ cần thiết. Cách chỗ mấy ông đàn ông đang nhậu chừng 20 thước là một nhóm mấy bà đàn bà đang ngồi bó mấy cây chổi rán. Bà vợ ông Ba Đớt vừa siết tay cho chắc cái cán chổi vừa kể. Tụi bay biết gì không? Bữa tao đi với chú ba tụi bay ra chợ đặng bán mớ rùa nè. Tao nghe người ta đồn xứ mình vừa xuất hiện một vị. Ổng mặc đồ nâu sòng, cạo đầu, đeo túi vải. Nhưng mà có gì ăn đó chứ không có ăn chay nghen. Rồi không biết có nên kêu ổng là nhà sư hay là không. Nhưng mà người ta nói ổng như người trời phái xuống á, chuyên thu phục ma quỷ bốn phương. Chỗ nào có duyên với ổng là nhất định ổng sẽ tới. Người ta còn nói ông này từ khi sanh ra là đã biết nói, 3 tuổi thuộc lầu lầu kinh chú mà không có ai dạy hết á. Ổng nói ổng được dạy trong chiêm bao, rồi lớn lên một chút xíu là ổng bỏ nhà đi tu. Bà Út Lê che ngang. Rồi giờ quan trọng là ổng già hay trẻ nè. Con nghe nói mấy ông mà có căn tu từ nhỏ như vậy là đẹp dữ dằn lắm mà nghe thím ba. Mày hỏi cái đó làm chi? Nói thầy tu đẹp một hồi thằng Út nó giọng cho con mắt trổ màu tím bông mua bây giờ. Mà nghe đồn ông này ông trẻ dữ lắm mà không có ít tuổi đâu. Ui, nghe đồn thì nghe vậy thôi, chứ tao không mong ông xuất hiện ở xóm mình đâu mày ơi. Ủa, sao vậy thím ba? Xuất hiện để coi lời đồn có đúng không chứ? Mày rảnh hèn, xứ nào ma quỷ nhiều ông mới tới, chớ an lành ông tới chi? Mày muốn xứ mình có ma quỷ lắm hay gì? Vậy thôi, nghe đồn thôi được rồi. Con cũng không có trông cho gặp. Xứ này có bà chính với Quỳnh Hoa bảo hộ là yên tâm rồi. Mà công nhận, hai người đó y như kiểu thần hộ mạng cho xóm mình luôn hen thím ba.
có khi nào hai người đó là thần tiên gì không ta? Bà nào cũng gật gà gật gù đồng tình, vì nếu họ là con người thì chắc chắn sẽ không kỳ lạ như vậy. Bữa sau, trời mưa như trút nước. Có một người đội nón lá, đeo túi vải bên hông, cứ thản nhiên mà đi trong mưa. Người đó đi một đường thẳng vô rừng. Bà Chính ngồi trước nhà nhìn xuống. Bà không kêu lại như thường khi, chỉ nhìn chăm chăm cho tới khi người đó khuất bóng. Quay lại thấy Quỳnh Hoa đã đứng sau lưng bà từ lúc nào. Cô cũng đang nhìn theo bóng lưng người đó, rồi nói một câu khó hiểu. Sư quy Phật, Phật lại không thể độ hết chúng sanh. Theo ngoại, sư có độ được không? Bà Chính cười hiền. Độ được hay không còn tùy tâm kẻ cần được độ. Ngoại thấy lóng rầy, giả quỳnh cằn cỗi quá. Chắc tại ngoại chỉ lo bón phân mà ít tưới. Cũng không cần thiết lắm đâu ngoại. Chắc con quên chúng ta ở tại đây với mục đích gì. Ngoại à, con không có quên đâu. Chỉ là con muốn... Con động lòng à? Hay con thấy nhiệm vụ này khó khăn? Quỳnh Hoa không nói gì thêm, lặng lẽ bước xuống cửa sau, đứng nhìn ra vườn dạ quỳnh. Những đám lá dương mình đón từng đợt nước mưa dội xuống, cuốn trôi hết thảy những thứ bụi bặm bám víu trên thân. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn mấy nụ hoa đỏ hồng từ đài hoa xuống cuốn. Dẫu có tưới đẫm gốc bằng máu đỏ, thì khi trăng tròn, hoa vẫn nở ra dạng cánh hoa đó thôi. Chiều đó, lúc Quỳnh Hoa đang loay hoay nhổ mấy bụi cỏ trong vườn thuốc nam, thì có tiếng thanh niên vang lên đằng sau. Ơ, Quỳnh Hoa! Cô quay lại, thấy cái mặt đáng ghét của mèo đang đứng nhìn mình mà cười nham nhở. Quỳnh Hoa vẫn giữ thái độ như thường ngày. Kiếm ta có việc chi? Tôi muốn xin lỗi cô. Chuyện bữa đi vô rừng tôi có hơi quá đáng. Cô bỏ qua cho tôi nghe. Quỳnh Hoa ánh mắt không để tâm, tiếp tục nhổ cỏ. Mèo cứ im lặng lẻo đẻo theo sau, chờ cô lên tiếng tha lỗi cho mình. Chợt mèo nghe có tiếng bò sột soạt. Nhìn xuống, thấy một con rắn đen bằng cổ tay trong đám cây đang bò về phía tay Quỳnh Hoa. Ơ, nè, cẩn thận đó! Mèo nhào tới chụp lấy tay Quỳnh Hoa kéo ra, nhưng vốn tính hậu đậu, hắn dấp chân té đè lên cả người của cô. Lúc này, con rắn đã kịp ngóc cổ, phùng mang mà mổ về phía đầu của mèo một phát. Quỳnh Hoa nhanh như cát, đưa tay chụp ngang cổ con rắn. Nó bị tấn công thì kêu lên khè khè, quấn chặt lấy tay cô. Nọc phun ra ướt một lõm tay áo. Mặt cô không chút biến sắc, tay cầm cổ con rắn đưa về phía mèo. Tên mèo mà sợ rắn hả? Mèo sợ hãi lết ngược về sau, miệng la bài hải. Bà Chính nghe thấy thì bước ra hỏi. Ừ, gì đó bay, gì mà ôm sồn ngoài này? Thấy trên tay của Quỳnh Hoa đang cầm thứ gì, bà Chính hiểu ra vấn đề, cười cười mà nói. Thả nó đi con, thả vô cái nồi nước dừa, đập mấy củ sả vô. Thứ quỷ, đi tới đâu là hại người tới đó. Quỳnh Hoa cười cười, làm theo ý bà Chính. Chiều đó, nhà ông Ba Đất cũng được cho một tô lớn. Ai ăn cũng khen Quỳnh Hoa nấu ăn ngon. Riêng mèo, ngồi ăn mớ thịt rắn mà ốc cục cứ nổi lên từng chọc. Ba ngày sau, mới tờ mờ sáng, cả đám thanh niên đã lục tục dậy, chuẩn bị đồ ăn thức uống để dẫn hai bác cháu ông Năm Tợn vô rừng ăn ong. Đứa mang đứa vác, nào thùng nào giỏ, nào dao nào đuốc, len lén đi dọc đường khác để vô rừng. Con đường này lâu lâu tụi nó cũng lén bà Chính để đi. Bà mà biết, chắc tụi nó bị ăn đòn gánh nứt đít. Thằng hai dẫn đầu, cầm đuốc soi đường. Lâu lâu có con rắn nước bò qua, hay con chuột đi ăn sớm làm nó giật mình mấy lần. Mèo đi cuối đoàn, vừa đi vừa nhìn ngó cảnh vật. Lúc này trời cũng đã hừng đông,
cả đoàn 6 người cũng đã vô tới rìa ngoài của rừng. Thằng hai đưa tay thọc cây đuốc đang cháy xuống mé kênh. Nó không dám xách đuốc vô, sợ bất cẩn làm tàn lửa rớt xuống gây cháy thì mang quả lớn. Tuy còn hơi tối, nhưng đi một chút quen mát thì vẫn thấy được đường đi. Cả đám lần mò, chen bụi này lớn bụi kia. Đang đi thì thằng hai nghe thấy tiếng rung cây rào rào đâu đó. Nó quay xuống phía sau, hỏi: "Có ai nghe thấy tiếng gì không?" Cả đám lắng lỗ tai nghe. Ông Năm gật gù: "Ờ có, chắc là khỉ rồi. Giác này tụi nó đi kiếm ăn chứ gì." Mọi người đưa mắt nhìn vòng vòng thì quả thiệt là thấy trên đọt cây tràm cách đó chừng 50 thước có một con gì đó đen thui đang đu đưa. Ai nấy nhìn nhau, chắc không phải khỉ rồi. Khỉ gì mà bự được như vậy? Vậy thì là vượn, mà bự cỡ nãy thì chắc là vượn người. Ai nấy đang cố suy nghĩ để kiếm ra được cái tên phù hợp cho con vật đó thì đột nhiên nó buông mình rớt thẳng xuống đất, lọt vô cái lùm cây leo mất tiêu. Thằng Hoạt làm gan bước lên, tay cầm dao phát bớt mấy cây con chặn đường. Nó đi thẳng tới chỗ lùm cây, dạch chỗ này, ngó chỗ kia, coi cây con đó nó lọt xuống đâu. Trong bụng nó thầm nghĩ, nếu mà bắt được con khỉ hay con dượng gì bị té chết, thì chắc sẽ có một nồi thịt ngon lành. Nó hay nghe ông bà kể lại, hồi xưa, người ta thường bắt mấy con khỉ để nấu ăn, vì tụi nó hay vô rẫy phá phách, đuổi hoài không được, bắt riết mà tụi nó sợ không dám phá nữa. Thằng Hoạt toàn được nghe, chưa bao giờ được nếm, nên cũng háo hức lắm. Dạch hoài không thấy, nên nó tức mình, lấy dao chặt bớt mấy cái cây dây leo đang xen ở trên. Phát xuống cái đầu tiên, cái thứ hai thì nó chặt trúng cái gì đó kêu cục một cái. Nó giật mình nhìn lại thì nghe tiếng khóc. Nó đưa mắt vô gần hơn để nhìn kỹ một chút thì nó giật mình té ngửa ra đằng sau. Một người tóc tai xõa dài, mặt mày lông lá đang ngồi trong đó. Giữa trán có một đường dao chém sâu hút, thấy cả ốc lồi ra. Thấy thằng Hoạt sợ té ngửa, cái người đó cười lên the thé, hai tay hai chân ôm lấy thân cây leo lên thoăn thoắt. Leo được mấy bước còn ngoái lại nhìn nó mà cười một tràng dài. Tóc của nó lòng thòng rối bù, cứ đu đưa qua lại theo từng nhịp leo. Rồi đột nhiên nó phóng từ cây này qua cây kia, mới tới giữa chừng khoảng không thì mất hút. Thằng Hoạt sợ tới độ không nhúc nhích nổi. Ông Năm với thằng hai nhanh chân chạy tới lôi nó về chỗ cả đoàn đang đứng. Người nào người nấy mặt cắt không còn giọt máu. Chắc là gặp ma rừng ma rú gì rồi. Ông Năm lớn nhất nên đứng ra trấn an cả đám nhỏ. "Thôi không sao đâu, mấy đứa bình tĩnh đi. Mình đi lấy ông mà. Có ổ ông thì mình lấy, còn nếu như có cái sự gì khác thì mình đừng có quan tâm tới, được chưa?" Đứa nào đứa nấy cố gật đầu, nhưng nỗi sợ nó đã lớn át lý trí gần hết rồi. Ông Năm hỏi thăm thằng hai. "Còn thằng hai dẫn đường nổi không con?" Dạ được bác Năm, đi chung chắc bình tĩnh lợi thôi. Vậy đi đi con, nấn ná hồi trễ à. Mấy bác cháu lại lục tục kéo nhau đi. Đi thêm cả buổi trời mà không thấy được một ổ ong nào. Ai cũng đã bắt đầu thấm mệt. Mèo dây qua hỏi thằng hai. Đi đúng đường không mày? Sao trụi lũi không có cái ổ làm thuốc vậy? Tao vừa đi vừa ngó kiếm nãy giờ mà không thấy một con ong nào luôn á. Trời ơi, anh phải tin em chứ. Em đi đường này mấy lần rồi. Ta nói lần nào đi cũng thấy quá trời ổ ong. Có ổ bự như cái sàn vậy đó. Mà sau kỳ này đi không thấy gì hết là sao ta? Thằng Kha là thằng nhỏ nhất trong đám. Nó thở ẹ ạch, đưa tay ý kiến. Cho em nói một cái. Em mệt lắm luôn rồi á. Sáng giờ chưa có gì bó bụng hết trơn. Không may mình kiếm chỗ nào dừng lại ăn miếng đi. Quá đói rồi. Ông Năm nhìn tới nhìn lui, thấy đứa nào cũng mệt, nên ông gật đầu. Thôi, ngồi xuống đây luôn đi mấy đứa. Nghỉ mệt ăn uống một chút mà lấy sức. Cái điệu này coi bộ còn mệt dài dài à. Mấy bác cháu xúm lại, dở cơm nếp muối mè ra. Mỗi người cầm một giác bự bằng nắm tay mà ăn. Vừa mệt vừa đói, ai nấy ăn ngon lành,
mà họ đâu có biết rằng có một ánh mắt lạnh lùng đang quan sát họ từ trên cao đâu. Kẻ đó nhìn một chọc thì từ từ mắt nhắm lại, tan biến. Và quả tình bữa nay là một ngày xui xẻo của cả đoàn, đi mệt đờ người luôn mà không có một tí thành quả nào hết. Mấy đứa nhỏ mặt mày chán nản, tụi nó muốn giục hết mấy cái thứ lỉnh kỉnh đang giác trên người cho rồi. Mang theo nặng muốn chết luôn mà không được cái tích sự gì. Giờ này chắc cũng xế chịu luôn rồi. Ông Năm đề nghị. Thôi về mấy đứa ơi. Bác Năm thấy mình đi kiểu này mệt thêm, chớ không được gì đâu. Mời mốt tao xin bà Chính cho phép mình đi vô bằng cái đường tránh cho dễ đi. Giờ thì đi về. Đi thêm nữa trời tối là ngủ trên cây luôn á. Tụi nhỏ cũng bắt đầu lo trong bụng, quay đầu trở lại con đường cũ để về. Nhưng mà lạ quá, không ai nhớ nổi đường đi. Đầu óc cứ mù mờ, không biết đường nào mà lần. Ông Năm đảo mắt một lượt, rồi nói. Mèo, con đi cuối, nhớ coi chừng tụi nhỏ. Để tao đi đầu cho. Chắc người ta muốn dẫn mình tới chỗ nào đó rồi. Giờ quay về không được đâu. Thằng Hoàng mếu máo. Là sao bác Năm? Mình bị ai dẫn? Bác Năm đừng có hù con nghe bác Năm. Cái thằng, yên tâm đi. Có bác Năm với anh Mèo rồi, đừng có sợ. Mấy vụ này tao gặp hoài. Nói đoạn, ông kéo thằng Hai ra sau lưng mình, phong phong bước đi về phía trước như có người mở đường. Lát sau, họ đi tới một khu đất khá trống trải, giống như có sự sống của con người ở đây. Thằng Hai lúc này bắt đầu muốn khóc thiệt sự rồi. Chết mẹ con rồi, bác Năm ơi. Mình đi một hơi vô khu đất cấm luôn rồi. Khu đất cấm hả? Là sao? Khu đất cấm mà bà Cố Chính kể đó bác Năm. Nhưng mà khác một cái là mình đi lọt vô luôn rồi, chứ không phải ở ngoài rìa nữa. Nó quay người chỉ ra đằng sau. Những bụi cây dạ quỳnh mọc như một hàng rào, bao bọc lấy chỗ mấy bác cháu đang đứng. Nhưng rõ ràng lúc này, tất cả đi vô đều không thấy hàng cây đó. Ông Năm thở dài. Lỡ rồi, đi vô luôn đi. Ý người ta muốn thì mình cũng nên chịu theo. Có khi người ta đang cần mình giúp gì đó thì sao? Thấy ông Năm cứ tiến về phía trước, tụi nhỏ cũng đành bấm bụng đi theo, chớ biết làm sao hơn. Đi tới khi chiều chạng vạng thì tới một khu đất trống. Xa xa là những căn nhà nhỏ mọc san sát. Tất thảy nhìn nhau ngỡ ngàng. Tụi thằng Hai thằng Quạt không tin vô mắt mình. Trước nay cứ nghĩ bà Chính kể chuyện cổ tích. Thì ra ở giữa rừng U Minh này có tồn tại sự sống là có thiệt. Nhưng có điều, cái khu xóm này nó điều hiu lắm. Không giống như khu xóm bình thường sẽ có tiếng con nít chạy giỡn, tiếng cười nói hay thậm chí là tiếng cãi nhau. Nhưng không, ở đây yên ắng lạ thường. Nếu không có ánh đèn dầu từ trong mấy căn nhà hát ra, thì chắc chắn người ta sẽ nghĩ đây là một khu xóm bỏ hoang. Giác này, mấy con chim bắt mũi với mấy con dơi đã bắt đầu hoạt động. Tụi nó cứ trao qua trao lại phía trên không kia, không biết là đang săn mũi hay là đang thám thính coi kẻ nào cả gan đặt chân vô khu đất chết này. Ông Năm đi tới một cái nhà gần nhất, đưa tay ra đập cửa. Có ai trong đó không? Làm ơn cho hỏi thăm. Có tiếng người đàn bà từ trong nhà vọng ra. Nhà ta hết người rồi, ta không muốn chết, xin ông hãy đi chỗ khác đi. Ta lại ông á, ta xin ông. Tất cả ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Mấy bác cháu cứ đi hết nhà này tới nhà kia, đập cửa nhà ai cũng đều nghe thấy những tiếng van xin như vậy. Đang chưa biết phải làm sao, thì ở đâu đó có một luồng gió hôi tanh thổi tới. Ông Năm nghe qua liền hô lớn. Tất cả đúc đúc lên, đứng quay lưng lại với nhau, nhanh lên. Đứa nào đứa nấy tay chân lóng ngóng, cố gắng một chút thì cũng đã đốt được mấy cây đuốc. Vừa lúc một khoảng sân được thắp sáng lên thì có một bóng người khệnh khạng đi tới. Nói là người, nhưng nhìn cứ giống như một loài gì đó. Nhìn nó di chuyển cứng như khúc cây, trên thân nó toàn rêu mốc. Người nó phát ra một mùi hôi thối khủng khiếp. Miệng nó phát ra âm thanh rè rè đột ngầu. Cố gắng lắng tai nghe thì nghe được. Máu! Máu! Tim người! Ông Năm ra lệnh cho Mèo. Mèo, đồ nghề cho bác Năm, nhanh!
Mèo nhanh như cát lột cái túi vải dài vẫn đeo sau lưng truyền qua cho ông Năm. Ông mở ra đưa cho mèo một thanh gỗ ngắn, là một đoạn kiếm. Ông đưa thêm một xấp giấy mà dặn tụi nhỏ: mỗi đứa cầm một tấm bùa phòng thân, thứ gì nhào tới là cầm bùa dán vô người đó. Còn thằng mèo, để ý tụi nhỏ nghe chưa? Dạ con biết rồi bác Năm. Cái thứ quỷ quái kia bắt đầu tiến càng ngày càng nhanh tới nhóm người đang đứng. Ông Năm nhảy ra bắt một thủ ấn đánh mạnh xuống vai nó, rắc lên một tiếng, nó hơi khựng lại rồi nhào ra tấn công ông. Nó càng hoạt động thì thân thủ ông càng ngày càng nhanh, càng linh hoạt, chứ không giống như lúc nãy nữa. Dưới ánh sáng của mấy cây đuốc, ông Năm quan sát được đây là một xác khô được luyện hóa thành. Nếu ông đoán không lầm thì có một linh hồn đang bị kẹt trong đó. Thực ra dòng họ ông Năm bao đời cha truyền con nối làm nghề thầy pháp. Tới đời ông thì ông không chịu làm, tổ hành cho ông mém tí nữa là không còn mạng. Ông suy nghĩ lại rồi chấp nhận. Đi đâu cũng mang theo đồ nghề hành pháp với thằng cháu cưng, cũng là đệ tử tương lai của ông. Nhưng ông không đi hành pháp kiếm tiền mà lại đi ăn ông. Đã rất nhiều lần ông được người ta mời mà không thể từ chối, y như cái trường hợp này đây. Cái xác khô quỷ quái đó không ai khác, chính là lão Hùng. Quỷ nữ bông trắng đã thường xuyên cho ông ta nếm máu, ăn tim người, dần dần mất đi lý trí. Tâm ma trỗi dậy mà thành công cụ giết người cho cô ta. Cô ta đã chán việc phải moi tim cái lũ người đó rồi, muốn tạo ra một kẻ thay mình làm chuyện đó. Và cô ta đã thành công. Lão Hùng giờ khát máu, thèm thịt người. Lão đã nhổ cái xác khô cứng của lão ra khỏi ghế, lẩn núp đâu đó trong rừng để canh bắt người, bắt những đứa cháu chắc của lão mà môi tim uống máu. Bông trắng thấy cảnh đó thì hả hê vô cùng. Có cảnh nào bằng nồi da xấu thịt đâu chứ. Đáng đợi cái bộ tộc mang rợ này. Ông Năm nãy giờ liên tục ra chiêu, đấm, đá, chém, thậm chí đánh cái xác bằng những thủ ấn mạnh nhất. Nhưng sao không thấy ăn thua gì? À, có ăn, mà là ăn trúng mấy cái gạt tay của nó, té nhào đầu mấy lần. Ông tức mình la lên: thằng mèo, đem dây phép ra, tụi bay phải phụ tao mới được. Mèo hiểu ý, lôi ra một cuộn dây chảo có mấy ký tự màu đỏ chi chít trên đó. Hắn nhập đôi lại hai lần, rồi bắt mỗi đứa cầm một đầu như một tấm lưới tạm thời. Ông Năm cố sức gạt chân cho cái xác té sắp xuống. Cả đám nhào tới, ụp mấy đoạn dây căng ngang trên mình cái xác. Đứa nào cũng sợ, cứ nghĩ tới cái cảnh nó mà ngồi dậy được sẽ hút dính mình mà ngoạm vô đầu vô mặt gì á thì chắc chắn đi chầu tổ tiên luôn, chớ sống nổi gì. Mà hình như cái dây có tác dụng, cái xác không ngừng giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được. Ông Năm nhanh như cát nhào tới dán một đoạn bùa lên đỉnh đầu cái xác rồi kéo mạnh ra một cái. Một nhân ảnh mờ đục như sương như khói hiện ra, vòng tay hành lễ đa tạ ông Năm. Ông chưa kịp hô thu thì có một giọng nữ lanh lảnh cất lên: khốn nạn, dám phá chuyện của tao. Từ xa bay vút tới một bóng người mặc đồ đen, tóc dài trắng như cước. Người đó nhanh tới nỗi ông Năm không kịp làm gì đã bị hất tay trên cái dông đó rồi. Bà ta quay lại cười lớn, nắm cái đầu dông bóp một cái, hồn phách tiêu tán bay loạn xạ ra xung quanh. Tụi thanh niên nhìn lên, mắt mũi đỏ que, khóc không thành tiếng. Bà cô! Ai cho tụi bay vô đây? Cô đã nói đây là đất cấm, tại sao lại lì lợm? Vậy thì đừng trách ta không đương tay với tụi con. Từ trên không, bà chính đánh xuống một dần khí đen đặc như đám mây. Ông Năm nhào tới bắt ấn hô khẩu hiệu, quyết tạo lên một kết giới để chặn lại. Nhưng vô ích, kết giới bị đánh nát. Đòn đánh cứ dung dút lao xuống đám người bên dưới. Ông Năm bị trúng đòn thì dội ngược ra đằng sau trúng vô tụi nhỏ. Tụi nó hoảng hốt kéo ông chạy đi. Mèo nhảy ra bắt một pháp, quyết nhào tới ăn thua đủ. Bốt một tiếng, mèo lăn quay ra đất. Người vừa hạ thủ chính là Quỳnh Hoa. Cô liếc nhẹ về phía mèo, tay dẫn khí tỏa ra một luồng ánh sáng trắng đỡ lấy sát chiêu của bà chính. Quỳnh Hoa, con điên hả? Bà chính đưa tay thu quỷ lực về, nhưng đã không còn kịp nữa,
hai bên chính thức va chạm vào nhau. Một tiếng nổ âm trời vang lên, cả khu rừng như bị chấn động, làm cho mấy loài đi ăn đêm phải ngơ ngác. Không nói cũng biết, Quỳnh Hoa bị lực đánh hất bay ra một đoạn xa. Mèo nhào tới đỡ lấy cô ta dậy. Trên người Quỳnh Hoa bị thương rất nhiều chỗ, mặt cũng bị tổn hại, nhưng tuyệt nhiên không có máu. Quỳnh Hoa cười. Mộc Tinh thì làm gì có máu. Ta được tạo ra từ oán khí của bà ta, được tưới tắm bằng máu tươi. Lâu ngày dài tháng, ta được hóa hình người, dốc lòng tu luyện nên có ngày hôm nay. Quỳnh Hoa, ta tạo ra con không phải để con động lòng với nhân gian. Quỳnh Hoa đứng dậy, khó nhọc bước tới, đứng dưới chân của bà chính. Ngoại à, ngoại tạo cho con hình hài, dạy con cách bảo bọc những con người ngoài kia, dạy dỗ con giống như một con người. Vậy tại sao ngoại lại cấm con động lòng? Có phải ngoại đã đối xử không công bằng với con không? Còn cô thấy ta vì cái gì mà thành bộ dáng này chưa? Vì ái tình đó. Tới giờ này mà ta vẫn còn mê muội chờ ngày hắn chuyển sinh. Có phải là quá hồ đồ không hả? Rồi con nghĩ, khi con động lòng với nhân gian, khi họ biết thân phận thực sự của con, thì kết quả sẽ ra sao không? Ta đang bảo vệ con đó. Không, ngoại đừng có gạt con. Bao nhiêu năm nay con canh giữ nơi này cho ngoại, làm tất cả mọi thứ đều vì ngoại. Nhưng bây giờ con không muốn nữa. Con mệt mỏi lắm rồi. Một mặt thì bảo vệ những kẻ ngoài kia, một mặt thì phải tiếp tay giết lần mòn những kẻ giữa rừng này. Ngoại làm con không biết được con đang đứng ở đâu giữa thiện và ác, giữa chánh và tà. Ngoại không thương con. Được, được rồi. Nếu con đã mệt mỏi, thì bữa nay ta đại khai sát giới. Từ ngày mai con cứ làm gì con muốn. Ta không cần con đi theo ta nữa. Ta cũng không cần chờ ai đó chuyển sinh để trở về đây nữa. Bà chính nói đúng hơn là quỷ nữ bông trắng. Cô ta đưa tay ra dẫn quỷ lực gạt mạnh. Cửa nẻo các nhà đang đóng bị bật tung ra. Bao nhiêu con người đang trốn trong đó đồng loạt gào thét gian xin cứu mạng. Quỳnh Hoa sụp xuống lại bông trắng. Xin ngoại hãy tha cho họ. Họ đâu làm gì nên tội. Những kẻ độc ác đã chết hết rồi ngoại ơi. Những kẻ nơi đây, miễn liên quan tới lão hùng thì đều có tội. Bông trắng giang hai tay chuẩn bị ra đòn quyết định, thì đột nhiên một tiếng chuông vang lên ngân xa lan theo gió mà tới. Quỳnh Hoa ôm hai tay gục xuống đau đớn. Bông trắng vẫn đứng lững lững giữa không trung, hướng tầm mắt về phía xa kia. Có một người bận đồ nâu sòng, đội nón lá tiến tới. Trên tay hắn ta cầm một cái chuông đồng nhỏ với một cái dùi đồng cũng nhỏ. Nhưng tại sao đánh lên lại có sức công phá lớn như vậy? Tên chết tiệt kia, ở đâu tới đây phá chuyện tốt của ta? Nếu không lầm, thì ngươi chính là cái tên đi vô rừng lúc trời mưa mấy bữa trước. Có lẽ ta tới hơi trễ rồi. Em đợi lâu lắm phải không, bông trắng? Giọng nói này, cách nói này, là sói. Không, sói của cô đã chết hơn 100 năm trước rồi. Vậy đây là ai? Chẳng lẽ sói chuyển sinh về gặp lại cô hay sao? Lòng dạ bông trắng rối bời, nhưng vẫn cứng rắn đứng im ở đó. Kẻ bận đồ nâu kia dừng tay, lột xuống cái nón nãy giờ dẫn đội, từ từ ngước lên nhìn bông trắng. Ánh mắt đó, vẻ mặt lạnh lùng đó, là sói của cô đây mà. Hai dòng huyết lệ lan dài trên mặt bông trắng. Cô ta không nói gì, đứng im nhìn chằm chằm vô kẻ bên dưới. Ta nguyện chịu án phạt khổ sai để được nhớ lại tiền kiếp. Kiếp trước ta không có cơ hội gặp em, ta lại chuyển sinh lần nữa, cuối cùng cũng đã được gặp. Cứ kêu tên ta như cách em từng kêu. Ta vẫn là sói của em. Trong cả hai kiếp, ta đều là kẻ có chân tu, nhưng không dạng đường tu, vì trong lòng ta chỉ có em, chứ không có chúng sanh. Bông trắng à, theo ta, buông bỏ oán hận đi. Dẫu phải trải qua thêm dạng kiếp luân hồi, ta vẫn sẽ một lòng siêu độ cho em. Từng lời từng tiếng của kẻ đó làm cho bông trắng lòng đau như cát. Thế gian này, chân tình quả nhiên tồn tại hay sao?
Hắn nói dù luân hồi bao nhiêu kiếp cũng vẫn sẽ một lòng siêu độ cho cô. Bông trắng từ từ hạ xuống, đứng chần chừ do dự. Từ đằng sau, một tên thanh niên cao lớn, chắc có lẽ là người thân của những kẻ bị sát hại. Hắn cầm lá bùa mà lúc nãy ông Năm Quần Thảo làm rớt ra đó, chậm chậm đi tới mà đánh vô sâu đầu của bông trắng. Nhẹ như không, bông trắng lách người hạ một trảo xuống đỉnh đầu hắn ta mà bốc nát. Máu thịt trộn lẫn, những tiếng la hét đầy trời cất lên hỗn loạn vô cùng. Dường như không thể chịu đựng được thêm nữa, tất cả những kẻ còn sống của bộ tộc nhào ra liều chết một lần. Bông trắng cười khinh miệt. Để ta toại ý cho các người. Cô giận một lực khá lớn, quyết đánh tan hồn nát phách của cả đám người hèn mọn kia. Sói đứng đằng xa, quăng cây chuông lên cao để thu bớt quỷ lực đánh ra. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, thêm phần đòn đánh khá mạnh. Những kẻ kia lúc này đã lành ít dữ nhiều. Một luồng sáng trắng bay ra che chắn cho bọn họ. Chỉ nghe ầm một tiếng, những cánh hoa màu trắng bay tung lên không, rồi từ từ bay xuống như một cơn mưa hoa. Mèo từ xa gào lên. Quỳnh Hoa, bà già quỷ quái kia, bà coi bà đã làm ra cái chuyện tốt gì? Bông trắng run run đưa tay hướng lấy từng cánh hoa trắng nhỏ, thoang thoảng mùi hương mát dịu, mùi hương của hoa dạ quỳnh. Quỳnh Hoa, con ơi, sao con khờ vậy con? Ngoại nói qua đợt này á, ngoại cho con làm điều con muốn mà. Sao con làm vậy với ngoại con ơi? Bông trắng ôm lấy từng cánh hoa vô lòng, những dòng huyết lệ nhỏ xuống, điểm lên những cánh hoa. Bông trắng nghiến răng. Là tại các ngươi mà ra, trả Quỳnh Hoa lại đây cho ta. Bông trắng lại lao tới, lần này sói đã tới kịp lúc. Chắp tay niệm một câu chú đánh về hướng của cô. Một dần sáng màu vàng vàng tỏa ra bao lấy bông trắng. Cô dẫn lực đánh ra một đòn, luồn sáng vàng dở nát. Sói học ra một ngụm máu, nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản bông trắng hại người. Ta biết đạo hạnh ta thấp kém, vì tâm ta không tịnh, lòng ta không an. Nhưng ta biết một điều chắc chắn rằng, ta một lòng một dạ muốn siêu độ cho em. Em đọa bao nhiêu kiếp, ta theo em bao nhiêu kiếp. Chờ tới khi nào nghiệp lực của em tiêu tán, thâm tâm sáng như gương, em sẽ được chuyển sinh về một kiếp thiệt an lành. Nói tới đó, trảo của bông trắng đã đánh tới sát mặt của sói. Hắn nhắm mắt lại mà nói. Em đánh chết ta đi. Ta sẽ lại chuyển sinh là một kẻ tu không ra tu mà phát nguyện siêu độ cho em. Bông trắng phì cười. Lần đầu tiên ta thấy một tên đi thu phục quỷ ma bằng đòn lì. Nể tình ngươi giữ đúng lời hứa, chuyển sinh về tìm kiếm ta, nên ta tha. Nhưng ngươi hãy nhớ lời mình nói đó. Nếu sai lời, dầu cho chỉ còn một kiếp nữa là mãn tội, ta cũng sẽ giết ngươi mà trở lại quỷ kiếp. Sói mừng rỡ, vén lên một nụ cười hạnh phúc, móc trong túi vải ra một cái tháp hình hoa sen bằng đồng. Bông trắng đứng đó im lặng, sói đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô, rồi hô khẽ. Thu! Nhìn lại một đám hoang tàn, ai nấy lặng người cúi mặt. Ông Năm lúc này đã lơ mơ tỉnh dậy, thấy mèo ngồi đó khóc, ông thều thào. Cái thằng, tao có chết đâu mà mày khóc, nín đi con. Thằng Hoạt sụp sùi. Dạ, bác Năm, anh mèo khóc Quỳnh Hoa á, cố bảo vệ người dân nên bị bà cố đánh tan thay rồi. Ông Năm nghe vậy, vừa buồn vừa quê độ, nên nằm xuống nghỉ mệt tiếp. Công tình nuôi nấng dạy dỗ nó bao nhiêu năm, để rồi mình bị đánh gần chết, nó lại đi khóc vì một đứa con gái. Khói bước tới dỗ dai của mèo. Ê, nhìn bên kia kìa. Mèo nhìn lên, một thân ảnh lờ mờ chập chờn hiện ra phía xa. Chính là một phần hồn phách còn sót lại của Quỳnh Hoa. Mèo mừng tới nỗi nhảy cẩn lên định chạy tới, nhưng nhớ sực ra hồn phách cô yếu như vậy, thiệt sự không tiện để chạy tới. Sói cười cười, bước tới thu hồn của Quỳnh Hoa vô một cánh hoa giả quỳnh, rồi cất vô túi. Dây qua nói mọi người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi,
sáng mai sẽ ra khỏi rừng sớm. Cái xác khô của lão Hùng thì đem đi thiêu. Người dân xóm gian rừng nhớ mãi về một buổi sáng. Có một nhà sư trẻ tuổi mặc đồ nâu sòng, dẫn đầu một đoàn người từ trong rừng đi ra. Có những người lành lặn, có những người khiếm khuyết. Ra tới bìa rừng, họ đã quỳ xuống đất, đưa hai tay lên hứng ánh nắng sớm mai mà bật khóc. Đã quá nhiều năm, họ không biết được bên ngoài là như thế nào, rồi họ được người dân bao bọc che chở. Sư phụ cất nhà khai mở đất, khu xóm trở nên đông vui hơn rất nhiều. Những người có mặt trong rừng bữa đó bàn nhau nói dối rằng không biết bà mụ chính đã đi đâu. Bà dắt theo cả Quỳnh Hoa cùng đi, chỉ thấy hai người ẩn hiện trong rừng rồi mất dạng. Người dân buồn lắm, cứ mãi tiếc nuối về hai vị thần hộ mạng tâm tánh hiền lương đáng kính của họ. Từ ngày đó, sói ở lại căn nhà sàn của bà chính, ngày ngày gõ mõ tụng kinh siêu độ cho bà. Hai bác cháu của ông Năm cũng ở lại luôn xóm này, nói là muốn ở đây để hành nghề gác kèo ông, không muốn đi đâu xa nữa. Nhưng thiệt ra đó cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Mèo đã lại lục gian xin hết nước hết cái với ông Năm, xin ông hãy để hắn ở lại. Hắn muốn ngày ngày được bên cạnh Quỳnh Hoa. Người ta đâu biết được rằng giữa đám cây dạ quỳnh trong vườn bà chính là bụi cây dao và bụi dạ quỳnh, chính là thân xác của Quỳnh Hoa. Bà chính đã đem xương cốt của sói về chôn ở đó, trồng lên đó một bộ dao, một bộ dạ quỳnh. Cho dạ quỳnh nương tựa cành dao thì hương thơm sẽ ngào ngạt hơn hẳn. Bà tạo ra Quỳnh Hoa cho cô năng lực để bảo vệ mảnh đất cấm. Những bộ dạ quỳnh trồng làm hàng rào trong đó, thật ra chẳng có xác cô gái nào ở đó cả, chỉ có linh hồn họ bị nhốt ở đó thôi. Xác của họ được bà chính gánh về trộn lẫn với phân bột mà bón cho cây trong vườn. Cây dạ quỳnh mà Quỳnh Hoa ngự được bà chính tưới bằng máu tươi, bón bằng tim người, nhưng cũng không hiểu sao lại tạo nên một Quỳnh Hoa nhân hậu như vậy. Sói đã đem tàn hồn của Quỳnh Hoa về, dùng một ít thuật định lại hồn phách, rồi cho phép nhập hồn lại vào cây mà làm một tinh một lần nữa. Nhưng lần này cô sẽ được hấp thu linh khí của âm dương nhật nguyệt mà hóa hình. Bởi vậy đêm nào, cái tên mèo si tình đó cũng ra thủ thủy giữa vườn dạ quỳnh, cùng luyện pháp với Quỳnh Hoa. Biết đâu vài chục năm sau, lại có cơ hội cùng nhau ngao du non nước, tiêu diệt tà ác, làm những điều chính nghĩa mà hiện tại cả hai đều không có khả năng làm. Ngẫm lại, thiện ác chỉ cách nhau một bước mà thôi, ranh giới mỏng manh. Bước qua thì dễ, còn bước lại thì khó vô cùng. Một khi đã sai chân, muốn quay đầu lại phải chờ không biết bao nhiêu bận. Rốt cuộc thì nhân gian này bao nhiêu mới là đủ đây? Truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.